Xin kính chào quý vị đang xem bản tin của báo Tuổi Trẻ và tôi là Thanh Vi. Thưa quý vị, cập nhật tình hình mới nhất giữa Trung Quốc và Đài Loan. Hôm nay ngày 10 tháng 4, phía Trung Quốc đã bao vây Đài Loan từ 4 hướng, thậm chí còn mô phỏng tấn công các mục tiêu quân sự nước ngoài. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc mô phỏng tấn công mục tiêu quân sự nước ngoài là nhắm đến Mỹ. Bắc Kinh có thể đang diễn tập cho tình huống Washington can thiệp nếu có biến ở Đài Loan. Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất của Trung Quốc, một nguồn tin khác tiết lộ với hãng tin Reuters. Theo truyền thông Đài Loan, cuối ngày 9 tháng 4, Hải quân và Không quân Trung Quốc đã mô phỏng tấn công các mục tiêu quân sự nước ngoài ở vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan trong ngày thứ hai của cuộc tập trận Liên hợp Lợi kiếm. Khu vực phía tây nam bao gồm eo Ba Sĩ và nằm gần Philippines, một đồng minh hiệp ước của Mỹ. Dư luận quốc tế cho rằng mục tiêu quân sự nước ngoài là nói đến Mỹ, Bắc Kinh có thể đang chuẩn bị sẵn cho kịch bản Mỹ sẽ nhúng tay vào nếu có biến ở Đài Loan. Trong ngày thứ hai của cuộc tập trận Liên hiệp Lợi kiếm, Trung Quốc đã huy động các tàu sân bay, loạt rocket tầm xa, chiến hạm, máy bay chiến đấu. Tất cả được cho là được bí mật triển khai, nhưng vẫn giữ một khoảng cách ngoài 200 hải lý. Vì vậy, căng thẳng eo biển Đài Loan vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện Trung Quốc tăng tàu chiến trên eo biển Đài Loan lên 11 tàu tính đến cuối ngày 9 tháng 4. Các tàu chiến của Đài Loan lẫn Trung Quốc đang theo sát nhau trên vùng biển này. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đang phản ứng với các cuộc tập trận của Trung Quốc một cách bình tĩnh và điềm tĩnh. Theo hãng thông tấn CNA của Đài Loan, tình hình trên eo biển Đài Loan là căng thẳng, song hai bên chưa có hành động khiêu khích nào. Nguồn tin của Reuters tiết lộ chiến hạm hai bên đã đối đầu nhau trên đường trung tuyến giả định eo biển Đài Loan với số lượng tương đương nhau. Hiện tại, Trung Quốc vẫn chưa bắn đạn pháo hay các tên lửa đạn đạo nào về phía Đài Loan mà chỉ mới dừng lại ở mức độ mô phỏng. Tuy nhiên, chính quyền Đài Bắc đang theo dõi sát các động thái và không loại trừ khả năng này trong vài ngày tới. Theo hãng tin Reuters, Đài Loan đang tăng cường giám sát, thu thập thông tin tình báo và đặt các đơn vị phòng không trong tình trạng báo động cao độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của báo Tuổi Trẻ. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trên tuổitrẻ.vn, video.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube của báo Tuổi Trẻ. Xin cảm ơn.